Tất cả chào cả nhà nha. Tối bữa nay cha con mình với Tính nè đi câu rồi cả nhà, với có mấy đứa em bên đây nữa nè, bữa nay có bà xã mình đi nữa. Chào cả nhà Lai Quỳnh. Chào cả nhà. Bữa nay cả nhà mình gọi là đi cắm trại sơ bộ cả nhà ơi. Sơ bộ tức là cắm trại sơ sơ à. Hồi chiều giờ chuẩn bị đồ đạc thì bây giờ cũng đã 6 giờ mấy 7 giờ cả nhà, sụp tối rồi. Cả nhà mình thấy trời sụp tối rồi đó. Cho nên anh em mình tập trung ở đây, câu ở đây nè cả nhà. Rồi chuẩn bị mấy hộp vịt lộn nữa nè. Ăn hả? Cá ăn hay gì? Giật lên đi, mày giật đại lên Tính. Dính không? Giật đại lên Tính, mày giật đại lên, cá ăn mày giật lên. Dính không con? Dính không? Từ từ thôi con, thắng lên một con đầu tiên cả nhà ơi. Đây. Rồi. Gớt luôn ơi. Từ từ thôi con. Rồi, con móc mồi khác đi con. Con đầu tiên sảy. Sảy con đầu tiên móc mồi đi con. À, bữa nay đi câu thì cả nhà, cái cha con mình thì đi câu bằng mồi cám. Rồi mồi thì mình không có quay hiệu cho cả nhà mình xem được nha. Quay hiệu thì YouTube nó sẽ chặn tương tác của mình ạ. Cho nên cha con mình bữa nay thì đi câu như vậy. Có mấy đứa em nó thì chuẩn bị nó mua đâu được 20 cái trứng vịt này cả nhà. Nó chuẩn bị tí đồ ăn gì nữa đó. Thấy trong đây để lũ phủ đồ ăn gì nè. Khăn giấy gì nước gì tùm lum hết trơn, bánh kẹo gì bên đây nữa. Bữa nay có đứa em nữa nè. Nước mặt lên con. Bắt cỡ. Cái nhà mình xem coi nè. Lục bình quá trời lục bình luôn cả nhà ơi. Cho nên ô bên kia nguyên một luồng lục bình trên kia luôn nha. Dữ lắm luôn. Từ từ thôi. Có ăn không mà làm gì thấy ghê à? Dướng dây hay gì rồi? Dướng cờ, dướng gác hay con quắn nữa con. Quắn đó. Qua đây hơi qua không? Ờ đó con nằm chui dưới. Dỡ lên. Dướng cây rồi, dướng cây rồi. Dướng cây rồi phải không? Nè, cầm máy qua. Anh Tính ơi, đi đào hố, anh Tính ơi. Chết. Mình sẽ đi kiếm củi khô. Dính cá bự quá lo không nổi luôn. Cái gì bự hả? Cắt cây. Chị vô giỏ hai cái chị vô giỏ này chị sẽ mua cái đó đi đi đâu cái này cái vô cái vụ vô cái vụ vô ô cá bự hên 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 cá bự cái này cầm lên cầm lên cầm lên thích đây tay cầm con cá bự ừ con cá bự con bự cái cá bự cầm lên đây là thích lên bờ vậy là nó cuộn cây chứ thích ha. Nó ruộng cây vậy? Ờ nó quấn cây chứ. Đây trời ơi cá bự. Tưởng là dính cây không cả nhà. Gỡ đi thích. Coi chừng đó, coi chừng đó. Rồi ôi nó mập rồi Tính ơi. Thôi đừng nói con đừng nói bậy. Trời ơi hay quá. Đi nay bữa nay đi theo thì mình có chuẩn bị là một cái túi rồi cả nhà. Ngon lành. Này. Cái túi cái rộng của mình đó. Rồi, vô. Đã. Ngon lành. Có đi về ổng đâu? Con cầm đồ con đầu tiên. Đông đâu? Con Khoa chuẩn bị xuống mồi cần nữa cả nhà, tại vì mới vừa dính gỡ được con cá thì rồi nó ăn cái gì tí. Khoa hả, phải ăn không? Rồi con sao con dục ở bên đây rồi, thôi kệ đi lỡ đi lỡ. Đâu có bắt nhảnh vậy mà đi phun người em út. Xíu vậy đó. Coi đâu ra cái gì. Hai vợ chồng hùng ra tới luôn rồi cả nhà. Em còn gì cả nhà, mình đi nhậu trước làm gì. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
chứ vậy ông nội. Hùng nó chuẩn bị trời ơi, nó dọn ra nó làm trước luôn rồi cả nhà. Lâu ngày của nó nè. Trời ơi, có thùng đá luôn nữa nè. Dạ đó cây hoa hồng, hoa hồng. Trời ơi, nó có đồng nghề luôn. Nản thiệt chứ. Học dịch nhà nào, học dịch xong một kìa. Nay mình đi business mà. Ừ, bữa nay anh em mình đi. Cá là phụ, đi business. Đúng rồi, bữa nay anh em mình đi trải nghiệm cả nhà. Đây một nồi học dịch sôi quá trời sôi luôn à. Đó, bận một dài không chịu đâu. Lấy gì lên lấy. Đi business mà cự cãi rồi nè. Ừ. Nhưng ngay không xử, không ai đi hết trơn thì anh đi đi anh Châu ơi. Nè, này cầm máy đi anh đi mua cho. Nè tính lại cầm máy đi quay mày con quay cho nó đi. Con vua phải ở nhà. Bả phát hiện ra liền, nó nói mày giấu gì hả mày? Mấy đứa tập trung lại ăn nè cả nhà. Đây em đang bào chế cái ly nè anh. Anh em mình bữa nay là giao này bữa dưới nhà tao. Không phải, lộn chị cho một cây. Trời, cây của mẹ chứ bà. Của mẹ không. Ờ mà thấy dưới nhà tao mà sao giờ lên trên bả rồi. Trời mất nhận của rồi. Bả hai ba cái rồi. Nhỏ này bây giờ mới gặp rồi, bây giờ mấy trứng rồi Quỳnh? Chưa ăn hết trứng. Trời ơi, anh tưởng mình phân 7-8 trứng gì vậy chứ. Thánh thần ơi, nó 3 trứng rồi đó. Con trai canh chừng hai cái thằng câu nha. Cha nhậu rồi. Cha bắt đầu là chuẩn bị vô chặn nhậu. Còn bên đó nó, mình có hai cái đèn nó gọi ngay hai cái thằng câu á cái nhà. Nó dần giật cặn. Rồi đậu bụng vô đây đi anh tính. Đậu, Quỳnh chế, đúng rồi, Quỳnh chế, đậu. Hồi nào giờ cả nhà mình thấy cái liên vụ quyền thoại không? Cái này biết sao? Giang nhậu trong công ty á, có chơi rượu. Đây, cả nhà thấy con Hồng chế cái ly uống rượu nè. Ngon lành không? Rồi. Gót tới đây thôi, đừng gót đầy, xong rồi bóp lại cho nè. Cái mình có. Mình uống bia, mình không có tiếng nói gì trong trong vị trí này. Con Hùng còi nè cả nhà. Dẹp vô. Nó đem mồi ăn cơm. Con của vua. Nó con vua, còn này con lính. Hùng còi. Ở đây, chết, có tàu thuyền chạy thôi. Sao? Không có, không có đâu, không sao đâu, chạy. Kệ tại ngoài. Ôi, chạy tao quá, chạy tao quá. Không có, không có, đừng la, kệ người ta đi chứ, kệ người ta đi. Không có, chạy đi anh, chơi, không sao. Anh có chiếc tàu rất là lớn rồi cả nhà, chạy ngang này. Tại vì không biết là câu mình nó có dướng không à. Vì là không dướng rồi cả nhà. Không sao. Chơi về mình đi chơi bữa ngoài ngọt mình chơi về vòng nữa đó, mình về lấy luôn. Lúc mà có nó có chút nhích thiệt. Đó 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 phải không? Cây dưới ừ đúng rồi. Cây đó. Giật đi con. Giật đi. Cá thấy cá nó ăn rồi cả nhà, không biết nó dính không, quay từ từ thôi, quay quá hết sức. Dính không? Dính. Cá bự không? Con có nhỏ là vừa thôi, con kéo nãy sảy con rồi thấy không? Kéo vừa lên thôi. Rồi cả nhà đây một con nữa. Ngon lành, cầm lên trên bà lỗ luôn, cầm lên lỗ lên cho nó sạch con, để thôi dướng cỏ. Cầm ra lỗ luôn, Con thứ hai nha cả nhà. Rồi cô để đi, con gỡ mồi đi, bà gỡ cho. Con sợ tanh nè, con sợ tanh thì bà con cầm máy đi, bà gỡ cho. Đây, để xuống đi. Tay con đang sạch mà cầm cá vô thôi hả? Sao ăn uống được hả? Đây. Cả nhà thấy không? Ngon lành. Ngon lành cành đào. Quá đã. Thấy không cả nhà? Đã vậy hả ba? Ừ. Ôi. Mình nó chỉ khoa nó nói con ếch đâu cả nhà. Con ếch kìa. Con ếch kìa. Ếch bự. Ừ. Đâu? Lại phân cây cần câu con dế ở đâu rồi tới? Nhé. Đây dế lụm một cây. Ủa cây cần câu ở đâu tới? Đâu? Nước lử rồi. Cái cây cần câu đâu? Nhấp nó. Đâu em có thấy đâu? Kìa nè. Lo nhà mình bự quá đâu chở được. Con ếch rồi cả nhà. Đây. Có lo này khỏi. Nhà thấy con ếch không? Đó. Nghe nó hát được 4-5 tiếng rồi đó. Con mình nó câu con cái con ếch rồi cả nhà. Đụng đụng cái mỏ này cái. Rồi, giật mạnh lên. Rồi, giật mạnh lên. Giật mạnh đi. Ừ. Ừ, ngon lành. Con ếch thứ già luôn. Quá trời luôn cả nhà. Quá trời đã luôn. À, ok. Đây, cái nhà ơi, ngon lành. Quá phê. Ê, cái nhà thấy không?
Đây. Sức dễ luôn rồi. Quá trời đã luôn cả nhà. Quá đã, cả nhà thấy không? Ngon lành. Quá phê. Thôi, bác gỡ mồi đi, gỡ hết đi, bà bỏ vô bao. Ngon lành luôn. Này con cầm lên coi. Cầm lên bà lấy hình nền coi. Nè. Đèn. Cái này coi là thấy chưa? Ngon lành rồi. Giật đi, dính không? Dính không? Giật đi. Nó giật dữ lắm luôn cả nhà. Không, dính không? Dính không? Dính không? Dính không? Quá trời luôn. Đó, dính rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Con lo từ từ lên, từ từ lên. Ừ, từ từ lên, cái nhà thấy không? Từ từ lên, từ từ lên, sẽ tắt cho nó vô đúng rồi. Từ từ lên, rồi. Phần sát xuống chút xíu, hạ cao xuống, rồi, cầm lên. Hay quá, rồi, cầm lên. Ngon lạnh, cầm lên bà luôn, lên bà luôn, vô lỗ luôn, vô lỗ luôn. Cục mồi. Nay cục mồi còi nguyên luôn. Quá con. Đã quá cả nhà ơi. Đây. Ngon lạnh, trình đào. Quá phê. Đây là con cá thứ ba của mình đó cả nhà. Đừng con ếch. Đây, cả nhà thấy không? Ngon lạnh. Nhà cả nhà hồi nãy mình đem để mình gọng ở trong cái mương nước ruộng á. Làm như nó không chịu cả nhà, nó chết rồi. Ừ, cho nên không, nó rất đây, mà. Đây, cả nhà. Và mai bằng lỗ mắm hả? Ở đây cả nhà mình được ba con cá vô, lấy ra cho cả nhà mình xem nha. Đây cả nhà. Nè, tập trung đi, nè. Gom đồ đi cưng, dọn đồ, thu xếp đồ, về mấy đứa ơi. Mưa rồi cưng ơi. Mình nó thả bao nhiêu dây cơ hả? Rồi, rồi nó thở ai biết? Mà tao đếm cho. Ai biết ngu chết luôn á. Trời ơi, heo nó nằm đây cả nhà. Đó là trời ơi, tôi nằm gì má. Ở đây cả nhà. Coi bây giờ anh em mà tập trung về. Gọn đồ đi cưng, sắp xếp chiếc xuồng lại. Ủa, tao mũ lại. Anh này lại sắp xếp chiếc xuồng lại. Thôi đi kìa. Tắp xếp chiếc mũi. Nó đang ca, nó còn ca hát nữa. Vậy hả? Ê, tao đi, tao sợ mũi cắn, tao đem cái quạt. Đúng luôn lắc rồi. Rồi. Anh em mình thu xếp cả nhà ơi, thu xếp dọn, mưa lâm râm. Chơi được 1 phút nữa. Cả nhà mình có coi kênh của anh em mình á thì đừng quên nha cả nhà, đừng quên bấm cho con like nhà và đăng ký kênh. Cả nhà hãy ủng hộ kênh của anh mình nha cả nhà. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà, bye bye cả nhà đi mấy đứa ơi, bye bye. Bye bye cả nhà. Anh đến bye bye cả nhà kìa. Nè, bye bye cả nhà đi. Rồi, kết thúc cái chuyến hành trình cắm trại bữa nay là kết thúc nha cả nhà. Bye bye. Cảm ơn nhiều. Hẹn cả nhà gặp cả nhà mình vào cái video sau nha. Đó giờ. Nó giỡn rồi kêu giờ này chuẩn bị cuộn đồ đi về cả nhà thấy không? Bây giờ đó, kêu đó. Nó bye bye rồi mà cũng còn như vậy rồi đó. Trời ơi, nó bye bye rồi mà nó cũng còn quậy vậy đó thấy không? Cái đầu cá giờ nữa nè. Trời ơi. Té bây giờ nữa nè rồi. Rồi tập trung về mấy đứa ơi, giải tán mọi đứa về mọi nơi. Hùng. Con Hùng, Hồng, Quỳnh, Vũ thì lại về cách đây khoảng vài trăm mét chẳng mà tới cái nhà mình thì chạy về ngoài hơn 13 cây số nữa. Cho nên phải tranh thủ về cái nhà giờ này 10 giờ rồi. Thôi vậy. Giờ giờ nó còn dở. Giờ này mà chào cả nhà rồi mà còn dở hoài thôi dở. Hết xỉn luôn, mệt.